Duyên này, nhưng bây giờ thay đổi không khí một chút đi. Chúng mình sẽ có những câu hỏi rất nhanh. Duyên sẵn sàng trả lời chứ? Luôn luôn sẵn À, luôn luôn sẵn sàng. sàng. Bây giờ tôi sẽ luôn luôn hỏi với bạn này. Câu hỏi đầu tiên, khi đi học, Kỳ Duyên từng nhận được thư tỏ tình trong ngăn bàn của mấy người bạn trai? Chưa có. Chưa có, Chưa thật không? có, thật mà. À, chắc là thư này là thư gửi trực tiếp đến nhà chứ không phải là gửi thư qua ngăn bàn nữa đúng không? Hoặc là nhắn tin điện thoại. Không có Không luôn, có luôn. không có luôn. Chà chà, xem ra là mối tình này cũng khó đến đấy. À, bây giờ đến với điểm số, điểm thấp nhất mà Kỳ Duyên đã từng nhận được trong quá trình đi học là gì và môn gì? Điểm 5 môn toán. Ồ, và lúc đấy cảm xúc thế nào nhỉ? Cảm xúc của Duyên ấy là rất buồn và thất vọng. Và sau cái lần điểm kém ấy thì cái Duyên đã tự lên cho mình những kế hoạch học tập. Cái Duyên cảm thấy ngày càng yêu môn toán hơn. Và cũng vì cái điểm số năm đấy mà chính là động lực để cái Duyên ngày càng cố gắng học tập môn toán tốt hơn. Chuyển sang câu hỏi khác, trò tinh quái nhất trong thời học sinh mà Kỳ Duyên đã từng chơi với các bạn của mình là trò gì? Bắn Bắn súng nước. Có ai bị ướt hết quần áo không? Có tất Ồ. cả các bạn và có cả những thầy cô nữa. À, lần đấy là như thế nào nhỉ? Duyên có thể kể lại kỷ niệm đó không nhỉ? Lần đó là vào ngày cuối năm của lớp 12. Ngày cuối năm của lớp 12 thì tất cả những các bạn học sinh của lớp 12 đều rất muốn làm một điều gì đó thật là đặc biệt đối với những ngày cuối năm của lớp 12. Và nhà trường cũng chơi súng nước là một việc mà nhà trường cũng cấm học sinh chơi. Nhưng mà tất cả các bạn thì đều mang bóng nước này, mang súng nước này vào trong trường và xuống các thầy cô và Học sinh trường chuyên là nghịch lắm đấy đúng không? Tôi cũng chia sẻ điều này với nhưng bạn. mà rất là nhưng mà cũng rất là may mắn cho các bạn là thầy cô giáo cũng rất là thông cảm và là dịp cuối năm nên là chuyện này thầy cô giáo đã bỏ qua cho bọn mình. Tôi nghĩ rằng đó là kỷ niệm vui thay vì kỷ niệm buồn đúng không nào? Rồi, Duyên này, Duyên đã bao nhiêu lần cảm nắng các chàng trai học giỏi, đẹp trai từ hồi cấp 3? Một lần. Một lần. Tại sao lại cảm nắng anh chàng đấy nhỉ? Có điểm gì thu hút và quyến rũ nhỉ? Rất là thông minh, bạn ý rất là thông minh. Thông minh. Thông minh. Phải chăng đó cũng Và là một trong những tố chất mà Duyên luôn luôn tìm kiếm ở những người đàn ông dành cho mình? Hy vọng rằng là một người đàn ông thông minh bên cạnh một người xinh đẹp và thông minh thì đó sẽ là một cặp đôi hoàn hảo. À, chuyển sang câu hỏi tiếp theo này. Duyên kết nhất thần tượng sao Hàn nào? Kỳ Duyên rất thích chị Yuri của nhóm Girl Generation. À, tại sao Chắc là nhỉ? anh Dương cũng biết Tôi nhóm rất thích đó đúng nhóm không? đó, những cô gái không phải chân quá dài nhưng vô cùng đáng yêu trên sân khấu. Tại sao lại thích cô nàng đó nhỉ? Tại vì chị Yuri có một phong cách rất là mạnh mẽ, rất là gợi cảm. Và trong những chương trình thực tế thì chị Yuri cũng rất là đáng yêu nữa. Bây giờ hãy kể cho chúng tôi thật thà về điểm tốt và yếu điểm của Kỳ Duyên. Điểm tốt thì Kỳ Duyên nghĩ là Kỳ Duyên cá tính này, À, cá tính. thật thà, Thật thà. kiên nhẫn Kiên nhẫn. và quyết đoán nữa. Chà chà, toàn những cá tính tốt. Có một điểm yếu nào không nhỉ? Có và Kỳ Duyên hơi bộc trực và trẻ con nữa. Tôi nghĩ là trẻ con thì cũng đáng yêu đấy, nhưng mà nhiều lúc trẻ con quá thì chắc là cũng không phải ai cũng vừa lòng. Nhưng mà tôi thích tính bộc trực lắm. Tôi mong bạn sẽ luôn luôn thể hiện được sự thẳng thắn của mình trong công việc, bởi sự thẳng thắn trong công việc sẽ giúp cho mọi người sẽ dễ hiểu cá tính của mình hơn. Đó có lẽ là quá nhiều điểm tốt mà hơi ít điểm không tốt một chút. Nhưng mà bây giờ đến câu hỏi cuối cùng này. Nếu thất tình, Kỳ Duyên sẽ lựa chọn làm gì? Một, uống rượu giải sầu. Hai là đi hát karaoke cùng bạn bè. Ba, đơn giản đắp chăn lên giường ngủ. Mỗi khi Kỳ Duyên buồn thì Kỳ Duyên thường đóng cửa phòng và ngồi một mình ở trong phòng, bật nhạc thật to lên rồi enjoy theo điệu nhạc. Chà chà. Đó cũng là một cách để giải trí. Hy vọng rằng là trong năm mới này thì bạn sẽ gặp ít những cái điều mà khiến bạn buồn, thay vì đó là rất nhiều niềm vui. À, Duyên này, bây giờ thì chúng ta đã đến với những giây phút cuối cùng của câu chuyện rồi. Năm mới này chúng ta sẽ dự định rất nhiều thứ. Duyên có thể chia sẻ một vài dự định trong năm con dê không? Dự định của Kỳ Duyên trong năm mới này đó là Kỳ Duyên vẫn sẽ tiếp tục việc học của mình tại trường Đại học Ngoại thương. Và song song với việc đó thì Kỳ Duyên vẫn luôn tham gia những hoạt động xã hội, các hoạt động từ thiện cùng với ban tổ chức. Và Kỳ Duyên sẽ trau dồi cho mình thêm những kỹ năng mềm mà Kỳ Duyên còn đang thiếu sót. À, tôi nghĩ rằng là lúc này chúng ta luôn luôn nói với nhau những điều tốt đẹp nhất để kỳ vọng một năm mới thật nhiều may mắn dành cho Kỳ Duyên. À, tôi nghĩ rằng là hoa hậu thì là một ngôi vị mà nhiều cô gái Việt Nam mong ước, nhưng mà ngôi vị đó thì cũng không hề dễ dàng.
mong bạn sẽ vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của một Hoa hậu Việt Nam. Kỳ Duyên xin được gửi lời cảm ơn tới trường quay tin đã tạo điều kiện cho Kỳ Duyên có một buổi trò chuyện rất thú vị, và cảm ơn tất cả quý vị khán giả của tin.vn đã theo dõi chương trình. Và Kỳ Duyên xin được chúc tất cả mọi người có một năm mới thật hạnh phúc, và chúc mọi người có thật nhiều mơ ước và đạt được những mơ ước mà mình mong muốn. Chúng tôi cũng có một lời chúc cuối cùng dành tặng cho quý vị. Một năm mới quý vị cũng sẽ thành công trong công việc của mình. Ai ai cũng sẽ có hạnh phúc và niềm vui, và quan trọng sẽ luôn luôn trở thành những khán giả trung thành của trường quay tin. Đến đây thì cuộc trò chuyện đầu năm mới xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi. Cảm ơn Kỳ Duyên. Xin chào và hẹn gặp lại tại trường quay tin lần sau.